Alo ạ, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại buổi đào tạo thực chiến cùng với Finasat. Thì tiếp nối chương trình của đào tạo trực tuyến ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh chị và các bạn cái buổi thứ hai của cái chủ đề là đầu tư với phương pháp là tăng trưởng theo đà. Thì ở phần 1 á, thì trước khi đi bắt đầu vào phần 2 thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái nội dung chính mà mình đã trao đổi ở phần đầu tiên. Thì ở phần đầu tiên thì mình cũng có chia sẻ với anh chị và các bạn về cái đầu tiên là những cái khái niệm đầu tư tăng trưởng là gì và cũng như là những cái bước để mà xây dựng một cổ phiếu theo đà tăng trưởng, từ các bước là phân tích cổ phiếu từ vĩ mô, phân tích ngành đến phân tích cách phân tích một doanh nghiệp để mà xây dựng hình thành một cái danh mục cổ phiếu đầu tư theo cái đà tăng trưởng. Rồi thì đó là những cái nội dung mà mình tóm tắt những nội dung chính của từng từng rồi. À, ở tuần này thì tiếp nối cái chủ đề về phương pháp đầu tư theo đà tăng trưởng á, tăng trưởng hay là gọi là tăng trưởng theo đà, thì mình sẽ bắt đầu với một cái gọi là một cái chủ đề tiếp theo, đó là về những cái mô hình quen thuộc của tăng trưởng theo đà. Và cái phần thứ tư, tức là phần cuối của cái chủ đề này, là về cách quản trị danh mục đầu tư. Thì đầu tiên á, thì chúng ta sẽ cùng xem xét về các mô hình quen thuộc của mô hình của phương pháp là tăng trưởng theo đà là như thế nào, là gì. Thì đầu tiên, một cái mô hình kinh điển nhất trong cái phương pháp tăng trưởng theo đà, đó là mô hình VCP, hay còn gọi một cái tên mà được nhiều nhà đầu tư ví như là cái chén thánh trong giao dịch. Và đây là một cái mô hình mà dạng giao cái kiểu đồ thị phổ biến mà được hình thành dựa trên cái người thành lập ra là tác giả của nhiều quyển sách lớn và được mệnh danh là phù thủy trên thị trường chứng khoán, đó là Mark Minervini. Đó là những cái thông tin về cái mô hình này. Thì dành cho những anh chị các bạn chưa biết về mô hình này, thì mô hình VCP này thì nó sẽ có những cái đặc trưng như sau. Đầu tiên á, thì cái đặc trưng thứ nhất của mô hình này đó là nó biến dạng theo dạng là sẽ là thu hẹp dần cái biên độ, và nó sẽ rơi vào từ 2 đến 4 lần khi mà thu hẹp biên độ, và nó sẽ cái độ gọi là biến động nó sẽ giảm dần. Cụ thể đây nè, mọi người có thể thấy ha, sau một nhịp chỉnh sau đó tăng lên một biên độ hẹp, tăng lên một cái đoạn là thấp hơn cái đỉnh này, rồi tiếp tục chỉnh là điều chỉnh thứ nhịp thứ nhất này, chứ nhịp thứ ba này thì nó ngắn hơn, nhịp thứ ba này lại ngắn hơn nhịp thứ nhất, và nhịp thứ năm này đó, tương tự là nhịp thứ năm này ngắn nhịp thứ ba, ngắn nhịp thứ nhất luôn đó. Thì càng ngày càng điều chỉnh thì cái biên độ nó càng thu hẹp dần lại đó. Và chúng ta sẽ hiểu về cái cách đọc tâm lý của cái vận hành mô hình này sao đó. Thì cái mô hình này dựa trên những cái quy luật về cung cầu, và khi những cái biên độ giảm dần này, ta thấy là cái khối lượng, ví dụ như khi tăng lên đây mà cổ phiếu điều chỉnh lại nhưng không có lực bán nữa, và tới đây đã tạo đáy quay ngược chiều trở lên đó, thì cho thấy là cái mỗi lần cái biên độ giảm dần á, thì cho thấy là cái cung đã bắt đầu có sự cạn kiệt nguồn cung đó. Và khi có cạn kiệt nguồn cung và chỉ cần một cái phiên gọi là xác nhận một cái thoát khỏi cái nhịp gọi là cái vùng gọi là vùng gọi là vùng mô hình VCB này đó, và thoát khỏi cái vùng đi ngang á, vùng tích lũy này á, thì nó sẽ là một cái xác định cho một xu hướng. Và khi mà xác định mà một phiên tăng như thế này thì á, là bên mua đã có dấu hiệu là thắng thế và hình thành dự báo cho một cái nhịp tăng mạnh mẽ trong tương lai, và vị thế này là vị thế mua rất an toàn đó. Đặc điểm thì trước những cái phiên bùng nổ thì đó là thời điểm volume rất là thấp nè, cực kỳ thấp, và cho đến khi cái sự xác nhận bằng dòng tiền vào thì nó sẽ bùng nổ về khối lượng và hình thành một cái xu hướng tăng. Thì đó là cái mô hình đầu tiên mà phổ biến trong cái giao dịch theo cái đà tăng trưởng, đó là mô hình VCP. Rồi, ngoài mô hình VCP thì khi mà anh chị các bạn đầu tư theo phương pháp tăng trưởng thì còn một số cái dạng đồ thị mà có thể cân nhắc khi đầu tư. Đầu tiên đó là mô hình về cái đồ thị là về thoát khỏi một cái xu hướng giảm trung hạn. Ở đây mình đưa một cái ví dụ. Đầu tiên là mình phải xác định đúng về xu hướng. Thì á, cái này thì mặc dù là nếu về về lý thuyết thì nhiều á, anh chị sẽ nghĩ là rất là dễ, tuy nhiên là mình cần phải gọi là đúng, vẽ đúng mới mới giao dịch có hiệu quả được. Thì để mà xác định được một xu hướng trung hạn á, thì mình sẽ có những yếu tố này.
cả một cái đường gọi là trend line đó. Trend line của trend này là một đường hướng điều chỉnh, thì nó phải đi qua là tối thiểu là qua ba cái đỉnh, và quy ước là đỉnh sau, và đỉnh sau nó phải thấp hơn đỉnh trước đó. Thì đỉnh sau nè thấp hơn đỉnh trước, đỉnh sau thấp hơn đỉnh này, và đỉnh sau này lại thấp hơn đỉnh này đó. Thì đây vùng này thấp hơn, đường này thấp hơn, thì nó tạo ra một đường thẳng như thế này, và điểm này là điểm phá vỡ. Và từ thời điểm trên này trở về sau là nhà đầu tư có thể cân nhắc những cái vị thế mà tham gia giao dịch đó. Thì đó là cái một trong những gọi là những cái vùng mà xác định là cổ phiếu này có thể tham gia được hay không, đó là một cái yếu tố đầu tiên ha. Bên cạnh cái việc là xác nhận một xu hướng thoát khỏi một cái nhịp chỉnh chung và dài hạn á, thì ở đây nó gọi là khối lượng thanh khoản nó phải đang tăng lên nè. À, giai đoạn trước thì nó thanh khoản nó thấp thấp đi ngang nè, nhưng mà đến những cái thời điểm bùng nổ thì cái thanh khoản bắt đầu tăng lên đó, cho thấy là cái dòng tiền nó vào thoát khỏi nhịp điều chỉnh và thêm cái sự xác nhận của dòng tiền. Và cái yếu tố thứ ba thì anh chị các bạn có xem những cái video về DADX của bên Finasat, bên các thành viên Finasat thì cũng biết về cái thứ ba này, đó là dùng cái chỉ báo ADX để mà đo lường cái quán tính tăng nó vẫn còn tiếp tục. Thì tổng kết lại là một là xu hướng nè, xu hướng là thoát khỏi một nhịp điều chỉnh, hai là cái dòng tiền tăng mạnh lên, và cái thứ ba là quán tính tăng. Cái DADX này vẫn trên cái mức là 25, từ 20 trở lên là có xu hướng rồi, 25 thì nó mạnh hơn, nó càng trên từ 25 trở lên thì càng tốt, và từ 20 trở lên thì có thể ok là có thể cân nhắc được rồi. Thì nó né được, giúp mình là né nhiều cái đoạn sideways đó. Thì tổng kết lại sẽ có là xu hướng dòng tiền và quán tính tăng, thì mình có thể cân nhắc theo một cái mẫu hình thứ hai mà mình tham gia. Thứ ba thì đó là một cái mẫu hình theo dạng là thoát khỏi một cái vùng tích lũy đó. Ví dụ như ở đây là một cái vùng đi ngang kéo dài cũng cả năm trời của cổ phiếu ha, đó, kéo dài đi ngang, kéo dài rất là lâu đó. Nhưng ở thời điểm này là thời điểm xác nhận là bứt phá vượt đỉnh đó, và vượt cái vùng gọi là những cái vùng đi ngang, vùng sideways này đó. Cho nên là vùng điểm này có thể khối lượng tăng nè, khối lượng tăng mạnh nè ha, đó, và cái quán tính tăng thì nó bứt khỏi một cái nền tích lũy. Thứ hai là khối lượng dòng tiền tăng vào, và cái thứ ba là còn quán tính tăng tiếp, thì đó là một trong những cái điểm mà mình cứ cân nhắc mình mua cho cái có thể cân nhắc tham gia vì thế, có một cái dạng đồ thị mà có thể cân nhắc tham gia vì thế rồi. Cái thứ ba đó là những cái mô hình liên quan đến những cái việc là cổ phiếu điều chỉnh trong một cái xu hướng tăng. Thì ở đây đầu tiên phải vẽ xu hướng tăng được đó, là mình sẽ dùng cái đường trendline nói các đáy nè, đáy thứ nhất nè, đáy thứ hai nè, và đáy thứ ba, thì những lần phản ứng quanh những cái đường trung bình này và tạo những cái vùng đảo chiều quanh đây đó, kết hợp là quán tính tăng vẫn còn, dòng tiền có những lúc đó, dòng tiền khi có dòng tiền mạnh thì nó vào khỏe hơn, còn nếu không có thì có thể là tham gia với tỷ trọng vừa phải, và khi xác nhận dòng tiền thì mình tăng tỷ trọng thêm đó. Ví dụ như những điểm mua như thế này, những điểm mua thế này, những điểm mua này nó có dòng tiền, có xu hướng có dòng tiền và có quán tính tăng, thì đó là những cái điểm mua tốt và điểm mua có cái xác suất thắng rất là cao đó. Thì đó là tổng kết lại bốn dạng mà mô hình mà nhà đầu tư có thể cân nhắc ha. Thì đặc điểm chung á là những cái điểm đa phần là vào những cái điểm mà đã cạn von, kết thúc những cái nhịp điều chỉnh nè, và có sự tham gia của dòng tiền, đồng thời đó là có một cái quán tính tăng giá mạnh mẽ. Thì đó là những cái đặc trưng mà mình có thể tham gia đầu tư với cái phương pháp đà tăng trưởng này, với dạng đồ thị mà có thể tham gia đầu tư với đà tăng trưởng này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi về các cách hay cách thức về quản trị rủi ro. Thì ở đây mình sẽ nói về hai yếu tố quan trọng trong cái cách mà quản trị rủi ro mà có thể nhà đầu tư thường sẽ một số nhà đầu tư thường sẽ bỏ qua. Đó là yếu tố đầu tiên, đó là về đa dạng danh mục đầu tư. Thì ở đây cái điều này thì có thể là mọi người nghe nhiều, tuy nhiên là áp dụng nó hiệu quả hay không thì cũng áp dụng hiệu quả thì cũng chưa chưa có nhiều nhà đầu tư áp dụng hiệu quả cái chỗ này. Thì mình cũng muốn nói rõ hơn về cái cách mà đa dạng danh mục đầu tư làm sao cho nó hợp lý. Thì đầu tiên thì cái câu này thì ai cũng biết rồi, không nên bỏ hết trứng vào một rổ. Thì cái câu này quá nổi tiếng trên thị trường rồi, thì lý do đơn giản thôi, khi mà
Thứ nhất là trong cái quá trình mà mình phân tích, mình nhận định ra những cơ hội đầu tư thì nó sẽ có xác suất sai. Nếu mình dồn hết tiền vào cái mã mà một mã cổ phiếu mà đúng ngay cái trường hợp là mã đó sai đó, thì dẫn đến một cái hệ lụy là nếu dồn hết mã này sai luôn thì danh mục nó sẽ bị phụ thuộc vào mã đó, và kể cả thị trường khi mã đó sai thị trường tăng lên mà danh mục mình vẫn lỗ, thì đó là cái khoản đầu tư không hiệu quả và cách quản trị danh mục không hiệu quả. Rồi đó là cái thứ nhất ha. Cái thứ hai là nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư mới, thường hay bị cái vấn đề đó là đa dạng dành danh mục đầu tư quá mức, tức là một cái danh mục cổ phiếu không mua nhiều, mỗi mã mua chừng vài chục cổ phiếu, vài trăm cổ phiếu hoặc là vài nghìn thôi đó, và mua phân bổ danh mục chừng 20 mã cổ phiếu hoặc là nhiều hơn, nhiều nhiều nhà tư tham gia mỗi mã mua đều mua, mã nào cũng mua, mã nào cũng mua, cuối cùng là danh mục lên tới 20 đến 30 cổ phiếu, thì cái danh mục này nó sẽ bị rất là loãng, và khi nó đã có một cái độ loãng như thế thì nó dẫn đến những cái vấn đề sau đây. Khi mà danh mục quá nhiều thì đầu tiên nhà đầu tư sẽ không nắm hết được cái thông tin, nó cũng như là khi mà phân tán những quá ra quá nhiều mã thì không có dòng tiền để tập trung vào những cái cổ phiếu mà có không có tăng trưởng mạnh, những cổ phiếu tăng trưởng mạnh thì lại mua không được, mua được nhiều và tỷ trọng nó ít, cho nên là danh mục nó sẽ không có tăng trưởng mạnh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là khi thị trường khó khăn, khi thị trường vào những cái nhịp ví dụ như đùng một phát thị trường giảm mạnh đó, và muốn xử lý danh mục mà danh mục có từ 20 đến 30 mã thì khả năng chọn mã nào giữ mã nào đều đó là một điều rất là khó, và phải đắn đo suy nghĩ mã này cắt, mã này giữ, mã này cắt, mã này giữ, trong khi là rất nhiều mã rồi từ mở mã thì có lại tin tức riêng nữa, thì do đó là đa dạng cái một cách quá mức thì nó sẽ không hiệu quả. Vậy chúng ta cần có một cái sự xác định là cái xu hướng và đa dạng cho một một cách vừa phải. Vậy thế nào là vừa phải? Thì ở đây mình có tổng kết từ cái quyển sách của ông McMinervini á về cái cách đa dạng danh mục đầu tư, và mình cũng chia sẻ đến anh chị và các bạn để mà cùng theo dõi, và mình cũng tham khảo về cái cách đa dạng danh mục này để mà giúp mình quản trị rủi ro tốt hơn. Thì đầu tiên á là mình sẽ phân bổ từ 20 đến 25% tổng tài sản cho những cái cổ phiếu tiềm năng nhất. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ không dồn hết tiền vào một mã cổ phiếu nào đó, mà chúng ta sẽ chia tỷ trọng ra, và những cái mã nào mà mình đánh giá tiềm năng thì mình phải chia từ 20 đến 25% cái tổng tài sản cho mã đó. Đó để mà mình đầu tư. Rồi, cái thứ hai á là một danh mục đầu tư thì không nên nhiều hơn 10 đến 12 mã. Đó thì đa phần thì nhà đầu tư cá nhân thì không nên mua quá nhiều, nhiều quá thì mình theo dõi không hết, mà còn mua một mã thì tập trung, cho nên là vừa phải thôi, nhiều mã thì nó không có kiểm soát hết, cho nên là đầu tư thì ít phải ít hơn 10 đến 12 mã chứ không có mua quá nhiều. Đó, và cái mức dừng lỗ trên mỗi cổ phiếu là 10%, tối đa là 10%. Ví dụ như mua một cổ phiếu giá 20 thì tối đa 10% của 20 là 2 giá, thì cắt lỗ là 18 là tối đa là cắt lỗ. Thì đó là những cái mức dừng lỗ tối đa khi tham gia vào một cổ phiếu, và tương ứng 10% trên một cổ phiếu thì tương ứng với từ là 5 đến 6% trên tổng cái tài sản của nhà đầu tư. Tiếp theo thì đó là về cái cách mà đa dạng danh mục theo cái mức độ và quy mô của từng tài sản và cái khả năng chấp nhận rủi ro. Ví dụ như một cái tài sản có quy mô lớn ví dụ như là vài chục tỷ hoặc là vài trăm tỷ thì mà nhà đầu tư không thể nào đa dạng mua 4 5 mã, 4 đến 8 mã thì nó rủi ro, mà nó mua phải đa dạng lên tới 10 12 mã thì nó sẽ giúp phân tán được cái rủi ro nhiều hơn và kiểm soát danh mục tốt hơn. Còn còn những cái danh mục mà nhà đầu tư có nát tỷ trọng mà nhỏ, ví dụ như là từ 5 tỷ đô lại thì mình tỷ đa dạng quanh từ 4 đến 8 mã thôi đó, và mình theo dõi lúc đó nó cũng dễ theo dõi và dễ chọn. Thứ nhất là mình sẽ dễ chọn mã cổ phiếu mình đầu tư nè đó, và mình thứ hai là mình sẽ có dễ theo dõi các mã đó hơn đó. Và một cái lưu ý ha, cho dù cái quy mô lớn cỡ nào, như là những cái quỹ đầu tư mà lớn nhất thế giới hiện tại thì họ chỉ quanh là từ 16 đến 20 mã thôi, chứ họ không có đa dạng một cách gọi là vài chục mã lên.
Thì với cái mức độ của nhà đầu tư cá nhân trong nước thì mình thường khuyến khích là nhà đầu tư nên tham gia với mức độ là hiện tại là từ 4 đến 8 mã, và những cái size nào lớn hơn thì mình chỉ quanh là 10 mã thôi. Đó là những cái mà mình chia sẻ về cái cách mà mình quản trị cái đa dạng danh mục mình nó vừa phải vừa hợp lý. Ngoài ra thì trong cái quá trình đầu tư của mình thì nhà đầu tư cần chú ý đó là không phải lúc nào, ví dụ như mình chọn 4 mã cổ phiếu là A, B, C và D đó, không phải lúc nào 4 mã cổ phiếu mình chọn đều khỏe hết. Giả sử như trong danh mục có mã B với là mã C là hai mã yếu, thị trường tăng còn các cổ phiếu khác tăng, nhưng mà hai mã cổ phiếu này nó không tăng, cũng như là triển vọng mình đánh giá là triển vọng nó có những thông tin bất lợi ảnh hưởng, hoặc là nó đi ngang và nó không có đúng như kỳ vọng của mình, thì mình có thể chọn một cái giải pháp tiếp theo, đó là giải pháp hạ 50% ở mã này, đó là mã yếu này, và 50% ở mã C này đó. Thì hai cái phần 50% đó mình hạ xong rồi tỷ trọng, thì mình lấy cái cục tiền này mình mua một mã mới là mã ví dụ như là mã E mà mình đánh giá nó sẽ tiềm năng hơn cái việc là nắm giữ hai mã B và C này đó. Thì đó là nguyên tắc về về cái cách mà mình cơ cấu khi mà danh mục không hiệu quả đó. Thì đó là mình chia sẻ về cách đa dạng danh mục đầu tư ở như kiểm soát và những cái cách mà mình cơ cấu đảo danh mục để mà giúp cho mình là gọi là đạt những cái hiệu quả tối ưu đó. Một cái thứ hai mà về quản trị danh mục đầu tư mà nhà đầu tư cần chú ý đó là về chú ý đến tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro. Thì lợi nhuận trên rủi ro thì mình nói rất nhiều về cái này rồi ha. Thì á, mình sẽ khi mà mình tham gia một cổ phiếu thì cái lợi nhuận lời lỗ nó phải lớn hơn hai lần so với cái lời, nó phải lớn hơn hai lần so với cái khoản lỗ. Thì ở đây mình cũng ví dụ nhắc lại cái ví dụ về về cái trường hợp đó là trong 10 giao dịch mà xác suất của mình là đang là 50-50 đó, một người thì đang chọn cái cách là cờ bạc, tức là lời thì hai lỗ thì lời 2% đó chốt, còn lỗ 2% thì cắt, ví dụ vậy. Thì trong 10 lần giao dịch thì tổng kết lại 5 lần thắng 5 lần thua với xác suất 50 nơi, thì chỉ có tổng kết lại là chỉ có bằng 0%, tổng kết là không có lợi nhuận nào hết. Và nếu mà hoạt động này có phí phí giao dịch và thuế các kiểu thì trừ ra lại thì đó là con số âm đó, và dẫn đến là cái giao dịch này là đường dài thì giao dịch này là chỉ đến kết quả là thua lỗ thôi, không thể nào mà có lợi nhuận được với phương pháp này. Nếu mà thực hiện cái nguyên tắc là lợi lỗ tối thiểu là 2 lần thì thắng thì 4%, lỗ 2%, thì tổng kết lại sau 10 lần thì cái tỷ suất lợi nhuận vẫn đang lời, và trừ phí ra, cho dù trừ phí ra thì vẫn có lợi nhuận đó. Thì đó là nguyên tắc về kiểm soát rủi ro thứ hai, quản trị danh mục thứ hai trong đầu tư, đó là lợi nhuận trên rủi ro phải lớn hơn 2 lần. Rồi thì đó, trên đây là những cái chia sẻ của mình về cái phương pháp đầu tư theo cái đà tăng trưởng ha. Thì mình cũng xin trước khi mà kết thúc cái buổi chia sẻ này thì mình cũng xin nhắc lại những cái nội dung chính mà nhà đầu tư cần nắm và cần lưu ý khi mà thực hiện cái phương pháp đầu tư theo đà tăng trưởng này. Thứ nhất là về đầu tư tăng trưởng á, thì không chỉ là chọn những cái cổ phiếu mà đã tăng quá nhiều, mà là phải còn những cái triển vọng và dư địa tăng trưởng nữa, chứ không phải là chọn cổ phiếu mà đã gọi là quá vùng quá mua những cái cổ phiếu là đã quá quá giá trị á, thì mình sẽ không tham gia. Mình tham gia những cổ phiếu mà vẫn còn dư địa tăng trưởng tiếp. Thì để mà xây dựng được một cái cổ phiếu danh một cổ phiếu tăng trưởng á, thì mình có hai cách, đó là top down, tức là đi từ vĩ mô nè đến ngành đến doanh nghiệp, và sau đó mới tìm ra những cái tín hiệu. Thì cách này là mình ưu tiên khi giải ngân nhiều nhất và cái tỷ trọng mình phân bổ sẽ lớn hơn. Những cái cách thứ hai đó là cách bottom up, tức là từ cái tín hiệu nè mình tìm ra là cổ phiếu, và cổ phiếu mình phân tích doanh nghiệp nếu thấy tốt, mình phân tích theo ngành và phân tích theo yếu tố vĩ mô tác động, thì nó là cái cách bottom up. Thì cách này là cách số 1 ưu tiên nhiều hơn khi mình đầu tư, và cách số 2 là khi mình đó là mình đã phân bổ hết rồi, hoặc là những cái cổ phiếu nhóm một này đã quá để mua thì mình mới dùng cái cách hai này mình tham gia mình phân bổ. Đó là về cái cách mà mình chọn cổ phiếu, và mình cũng chia sẻ về những cái mà cách để phân tích một cái doanh nghiệp,
Vậy là gồm thứ nhất là về cơ cấu kinh doanh nè, doanh thu, cơ cấu về doanh thu lợi nhuận nè, phân tích cơ cấu cổ đông, kết quả kinh doanh, khả năng quản trị về về nợ, khả năng quản trị về tài sản, và cuối cùng là phân tích dòng tiền, cũng như là phân tích về các triển vọng của cái doanh nghiệp đó thông qua đầu vào, sản xuất, đầu ra. Thì đó là những cái chính mà mọi người xem tham khảo thêm. Ở phần này thì mình sẽ có nói về những bốn cái dạng mô hình VCB thoát khỏi nhịp điều chỉnh và kết thúc một gọi là kết thúc một cái nhịp điều chỉnh nè, thoát khỏi một xu hướng giảm trung hạn và thoát khỏi một cái nền tích lũy. Đó là những cái dạng mô hình kết hợp giữa xu hướng dòng tiền và khối lượng. Và cuối cùng thì quản trị danh mục thì mình lưu ý là mình đa dạng cái danh mục ở cái tỷ lệ vừa phải, có từ khoản nhà đầu tư cá nhân thì hiện tại thì mình khuyên từ 4 đến khuyên chia sẻ là cũng nên là sử dụng từ 4 đến 8 mã trong hoạt động đầu tư của mình đó. Và trong cái quá trình đầu tư đó mình lưu ý cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro là lớn hơn 2 lần khi mà thực hiện tham gia bất kỳ một giao dịch nào. Rồi thì đó là về nguyên tắc quản trị rủi ro ha đó. Rồi đến đây thì cái video chia sẻ về cái cách thức và phương pháp đầu tư theo đà tăng trưởng của mình, thì tăng trưởng theo đà của mình á thì cũng kết thúc. Thì mình trước khi nói lời tạm biệt anh chị các bạn thì mình cũng xin nhắc lại về mình bên mình sẽ có những cái room tư vấn. Thì để được tham gia cái room tư vấn này thì anh chị có thể vào trang finasat.vn ha, chọn vào mục quản trị và xuống đây thì mình có thể điền lại cái thông tin cá nhân của mình, để lại thông tin cá nhân của mình ở đây đó, và cuối cùng là chọn vào tên mình để mà mình trao đổi trong những cái room tư vấn đó, và gửi thông tin, chọn lúc này và gửi thông tin là không phải người máy nè, gửi thông tin thì sẽ có những đội ngũ nhân viên từ bên Finasat sẽ hỗ trợ anh chị các bạn vào những cái room tư vấn đó. Thì đó là trên đây là toàn bộ những cái nội dung chia sẻ về phương pháp đầu tư tăng trưởng của mình đó. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.